đi trăm cây đấy, đi đến Hòa Bình đấy. Đến Hòa Bình, gần Hòa Bình và Cao Phong. Đấy, thì nhà anh ở đâu? Ở chỗ Dương Gia. Cách đấy là 100 cây đúng không? Đi từ đấy lên đến chỗ 50 cây. 50 cây là nào? 100 cây. 100 cây. 100 cây à? Đây này, đây là Phong Phanh đây này. Đây chưa? Ừ, tôi đang ở bến Mỹ Đình đây rồi, đợi chị nhá. Ok nhá. Anh em ơi, đây rồi anh ơi, anh em ấy lại rồi. Mình cho công an xem chứ. Đây, xe không có tí phanh nào luôn này. Sợ chưa? Có phanh đâu, đổ đèo số mấy rồi, không có số. Đây, tất cả đấy. Tất cả anh em đều gặp đây. Bây giờ như thế này, nghĩa là nó chắc nó đi trên nhà xuống thì không biết từ mấy giờ. Nhưng mà chỗ đứng ấy là nó mệt mà nó tối. Lạ lắm rồi, lên xe đây lạ. May hôm nay gặp anh em đấy. Hỏng xe thôi. Thì anh em bảo nó bé để mà chưa tối thì tôi đỗ lại xe thế nào. Nó lặng thì nó hỏi nó thì nó bảo nó đi về viện Nhi Trung ương thăm em. Để làm gì để thăm em nó. Thế thì hỏi dọa nó giấu số điện thoại. Nó không nói. Thế nó dọa nó thì bắt đầu là nó mới nói ra là cái số điện thoại của mẹ nó như này, đưa máy cho nó bấm. Thì mới gọi bảo xem đúng không. Thì bây giờ là đúng thì là với bố mẹ cháu thì bảo là kể cầu. Em không ra đón. Em còn cho em còn đang định đưa nó sang đấy luôn, ôm đưa về tận nơi, giao cho tận đúng người nhà, hỏi đúng tên đúng tuổi đúng số điện thoại thì mới đưa. Chứ bây giờ nếu mà em ra đây rồi thì tí nữa em nhận lại cháu đấy. Chứ còn hôm nay anh là anh phải cảm ơn mấy anh lái xe đấy chứ không thì đang ở trên xe ta. Nếu mà không bấm số điện thoại thì anh sẽ đưa vào công an Cao Phong, nhờ công an Cao Phong giải quyết và đưa về nhà. May đấy, hôm nay nếu gặp vậy để người khác chẳng may đưa sang Trung Quốc thì cũng chịu rồi. Ôi mẹ ơi, từ sân ra, từ xe không tạch kìa. Đi nhà em bắt đầu à? Ê, cho nó xuống à? Nào, cho đại ca xuống ngay. Anh ơi, đi nạp, đi nạp. Đây, ai mua đấu giá nhá? Đây, đói ăn. Đây nhá. Đâu, lật chiếc dép bên anh xem lại nào. Anh cháy cả dép. Đi phượt ở đây. 100 cây đấy, đi làm xe đạp 100 cây, không có phanh luôn. Nhưng mà đạp được bao nhiêu cây anh? 100 cây. Anh dương lên quá, chú lệ mày này. Phải mua bánh mì, mua đồ, được xuất đó. Đấy, phải khâm phục một tài năng trẻ như thế. Anh ở mình là bác xe đạp xe luôn, vứt xe mẹ, mua. Nhưng bây giờ đang giỏi là không hiểu nó sao nó vượt kèo, không theo được xe nào. Mà nó thải ra. Dép nó để vào đây này, lốp nó cháy hết rồi. Nó trèo lên, nó leo đèo ấy. Leo đèo thì nó rắt chứ sao. Thôi rồi. Được. Bố mẹ bố nó em đi cái gặp này đón nó xong bên bệnh viện đấy rồi để xe để máy ra 22 giờ ra nhá. Lần sau đừng bao giờ đi như thế nữa nhớ chưa? Đi thế mày không gặp người tốt đâu. Hôm nay mày đi lâu rồi. Ôi không phải cảm ơn đâu. Mày đúng không? Đúng không? Giống hơi giống rồi. Mày gặp thằng nào hôm nay đưa mày Trung Quốc thì hôm nay khỏi gặp bố mày, khỏi gặp em mày luôn. Nhớ bố mẹ, nhớ em. Cháu nhớ quá. Có một trai luôn. Thôi, cho xin đôi dép đi. Được không? Kỷ niệm. Nó dê bằng dép đây này, để nó phanh ấy. Nó lấy cái dép này nó phanh, mòn hết ở dưới. Mày đưa lên bay được ấy. Số 1 để làm. Đấy, xe đạp huyền thoại này.
Xe này đi trong bên đó. Ông mất à? May mắn còn dừng nên không dừng ở đấy rồi. Nó kiệt sức nó còn nằm vật vã ở đâu ấy. Mệt quá nó vẫy thều thào may mình lại bảo thôi dừng lại, anh mấy anh em bảo thôi dừng lại. Đi xe không thanh mà đi cái đường đấy thì nó không thanh nào. Mà chở gì lại tao mười mấy kim ấy. Chí dụ thật. Thằng Hiền. Còn sâu đến đây nhá. Bác nói chở sâu nhà nó đang đến.